Nhà nông Nguyễn Thị Quận sống bằng nghề trồng dâu tây hơn 20 năm nay. Điểm khác biệt dễ nhận thấy là thay vì thăm canh các loại dâu tây giống mới được trồng trong nhà kính, bà Quận lại kiên trì phát triển cây dâu tây theo hướng thuận tự nhiên. Theo đó, trong vườn dâu ngoài trời rộng trên 2.000 m2 của gia đình mình, nhà nông Nguyễn Thị Quận áp dụng tương đối đồng bộ quy trình chăm sóc dâu tây theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thiên nhiên thường xuyên thăm vườn và chú trọng trồng một số loại cây có tác dụng xua đuổi côn trùng gây hại như oải hương, húng quế, vân vân quanh vườn nhằm hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật. Với giải pháp canh tác bền vững đó, năng suất dâu tây trong vườn của nhà nông Nguyễn Thị Quận đạt từ 5 đến 7 kg một sào một viên hái vào mùa mưa và khoảng 12 kg một sào vào mùa khô, thấp hơn khoảng 30% so với canh tác trong nhà kính. Nhưng bù lại, chất lượng nông sản luôn đảm bảo. Nhiều thương lái đến từng vườn thu mua để cung ứng cho các cửa hàng nông sản sạch, nông sản an toàn trong cả nước.